cay. Thử ngay, tương ớt chiên su cay gấp đôi mới. Xin chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân thương đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ Bảy hàng tuần trên HTV7. Ngày hôm nay, hai này chúng tôi với những sắc tím, màu tím, thủy chung và đợi chờ. Dạ. Chúng tôi cứ tối thứ Bảy hàng tuần là ở đây để chờ người chơi tới. Chờ họ tới, rồi đưa câu hỏi cho họ, rồi chờ họ trả lời. Có những người trả lời liền, có những người sau 2 phút vẫn phải chờ. Và người chơi đêm nay chúng tôi đã chờ, họ đã đến rồi thưa quý vị. Và họ là ai thì chúng ta hãy cùng chào đón đội đầu tiên. Xin giới thiệu Bình An, Phương Nga và Jolly Polly. Xin mời. Trời ơi, con bé, sao cái đứa này nó mặc cái gì cũng đẹp mà anh mặc cái gì nhìn cũng xấu hả Harry? Ồ, ai nói xấu anh? Nhìn anh vẫn ngon mà, vẫn ngon mà. What? Wow. 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 Sao vậy? 2 triệu, lát nữa 2 triệu. Dạ. Okay. Có thể nói một tí về mình được không? Dạ, em tên là Anh Thư ạ, em là nhà thiết kế của thương hiệu Jolly Polly. Là cái đó là của em á hả? Dạ vâng ạ. Nghe rớt mấy năm trời. Nghe rất mấy năm trời là nghe sao? Nghe rất nhiều, mấy năm qua. Là cái Jolly Polly là của em hả? Dạ đúng rồi ạ. Cũng nổi tiếng mà. Em có thương hiệu riêng chưa? Tiếp tục chương trình. Anh có nha. Anh có hả? Cơm. À đúng rồi, anh thì có cơm chứ. Em ủng hộ anh nhiều rồi đó, mà anh chưa ủa có ủng hộ em lần nào hết. Anh không mặc xe re được, em thông cảm. Không nhưng em mà... không có Tết nữa. Còn chị Nhã Phương nữa. Đúng rồi à. Sao đợt này lấy cân tắc nha. Thì đó, anh mặc vest thì em bán không được đâu. Thì cái tướng không có đẹp. Đây, vest là bên đây. Đó, thấy tướng ngon không? Nhưng mà anh vẫn có cái ngon riêng của anh chứ bộ. Không, anh em thấy anh thực ra vẫn phong độ mà. Tức là anh nhìn là tướng không ngon, nhưng mà nhìn là thấy là cơm ngon đó. Đúng không? Rồi sao cặp thì ít nói chuyện vậy? Nói chuyện cho đi nào. Đang mới qua nên cần thời gian thích nghi anh ạ. Đang thích nghi à? Dạ. Chưa kịp thích nghi là hết giờ đó. Đây là lần đầu tiên mà hai đứa em tham gia chương trình, thế nên là... À, chung với nhau? Lần đầu tiên luôn, em cũng lần đầu tiên, anh lần đầu tiên. Ý là lần đầu tiên tham gia trên đi chớp? Vâng ạ. À, đây cũng là lần đầu tiên nè. Vâng, và hy vọng là... Tất cả đều mới mẻ hết đúng không? Đội này lịch lãm quá ha? Dạ, lịch lãm quá. Chắc em phía lo. Sau nó ồn ào lắm đi. Em lo. Đội lịch lãm quá, rồi. Vào vị trí A nào. Kính thưa quý vị, đội tiếp theo sẽ là... Thanh Thanh Huyền, You Know Big Boy và Tony D. Xin mời. Mấy em ơi, lùi đang chê cái camera MC. Mới thấy camera rồi. Okay. Yeah. Trời ơi, Huyền ơi, sao dáng em đẹp dữ vậy? Tại đứng với em á. Tại đứng với em á. Anh thấy giống số 10 không anh? Số 10 đó. Số 10 luôn. À, ba bạn cũng là lần đầu tiên luôn đúng không? Dạ. Lần đầu tiên chơi đúng hết. Không, thực ra là em đã thi Nhanh Như Chớp nháy rồi. Ừ. Mà 3 năm sau mới được mời lại. Tại sao? Tại vì đợt trước em thi trả lời uyên bác quá, ban giám khảo không dám mời nữa. Vậy hả? Dạ. Giờ dạ, chúng ta đã có lợi thế. Hai câu. À, cái ghế đó. Anh coi thử dừa không? À. Dừa, 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 dừa. Dừa, hệ thống này là hệ thống anh nhập từ nước ngoài về. Những rồng rọc, có những giờ sợi dây xích to đùng. Nhưng mà em không biết sao cho thấy hôm nay nó có gì đó giảm xuống ký đúng không? Dạ. Thấy gầy hơn xí. Ồ,
Chắc đi show nhiều hả chị? Có gì đó gầy hơn bữa trước. Nhưng mà để cho chắc ăn thì chắc là Tony đi với lại em sẽ thi trước, còn anh Big Boy thi cuối. Được không anh? Tại sao? Dạ chứ. Ghé được hơn hả? Dạ đúng. Rồi. Rồi, mời vào vị trí B ạ. À. Yeah. Get it. Are you okay? Yeah. Yeah. Oh yeah. Chương trình chúng tôi là một chương trình nhiều câu hỏi, có mẹo có, đố chữ có, kiến thức có, kiến thức có, văn thơ có, những câu đố thả thính cũng có luôn. Đâu ví dụ giờ biết những câu thả thính trên mạng không? Dạ biết. Ví dụ giờ thả thính Quyền cái coi. Anh thương em như bác cháu lòng, anh ăn hết cháu anh để lòng cho em đúng không? Đúng không? Vừa kha vừa kha. Nó hơi ẩm thực tí hả? Dạ. Nhìn em là ẩm thực rồi. Em ít suy nghĩ lắm nên là em nghĩ mấy cái câu hỏi này em sẽ trả lời nhanh thôi. À. Đúng kiểu tiêu chuẩn nhanh như chớp luôn. Nhanh như chớp 2 phút thôi. Ra cái là em quất liền. Ok. Ok. Nghe quất sợ quá. Phần thưởng dành cho đội thắng ngày hôm nay là một tấm vé vào vòng trong. Còn có vòng đặc biệt thì mình chưa bàn tới. Đội thua cuộc là mình nhận được. Đội thua cuộc mà anh nhìn về phía đội em vậy? Anh thói quen nói chuyện với người gần á. Khi mình nói chuyện mình luôn nhìn vào ánh mắt người gần nhất. Đội thua cuộc. Đội thua cuộc mang về 12 triệu đồng tiền thưởng. Dạ. Nhớ nha. Có quà là vui rồi. Có quà là vui rồi. Bây giờ nè, mở màn trận đấu phải lừa một người mà giữ lên. Dành 1-0 thì nó sẽ chắc chắn hơn. Hãy chọn ai? Đi chưa? Cậu đi chưa? Nhường em á. Đi Bùi lên trước. Bùi. Đúng rồi. Bùi. Em lên trước hả? Lên đi first đi hả? Lên trước hả? Lên trước thì lo cho cái ghế đó. Em chơi luôn. Bánh ghi lại. Cậu nha. Em chơi nha. An chơi nha. Hello anh. Yeah. Hai đứa này nó giống như bánh mì kẹp thịt vậy trời. Làm sao? Ai lên trước? Uy đi. Bánh lù xì đi. Bánh lù xì. Em ra cái gì? Em ra cái bao. Rồi, 1, 2, 3. Em ra cái bao. Thua chưa? Thua là đi trước đúng không anh? Thua. Tùy anh chọn anh ạ, anh chọn. Thua là không được quyền lên ghế, đi vô. Ủa? thắng là phải đi sau chứ. Thắng không, thắng mình có quyền đầu tiên, thắng mình được hưởng thụ. À, đúng rồi, em phải test cái này trước. Đúng rồi. Em thích là lên số mấy hay là qua bên kia luôn? Làm cho kia ghế quá. Vừa. Từ vừa nè. Thư giãn nè. Đấy à. Mỗi cái này có kéo xuống không anh? Không, có đó để thôi đó. À để vậy đó hả? À. Anh ơi kiểm tra dây nhỏ lên. Anh thử kéo lên kéo xuống xem nó có chạy không. Đúng rồi, anh cho em thử lên mức cao nhất của em xuống rồi này nọ anh. Rồi, ok không? Cho em thử lên xuống nó có chạy không? Lên, rồi, xin mời. Lên. Lên. Ủa anh nặng quá hay sao hả? Rồi, em thấy có vấn đề rồi. Để anh. Ok anh. Nọ anh nha. Để phụ anh. Không lên. Nào đi, mình đi. Lên. Lên. Đó, xuống được rồi, xuống được rồi. Oh my god. Em xuống được rồi. Thử nha. Để anh đúng không? Xuống. Lên. Đó, thấy chưa? Rồi sao anh chơi? Vậy là chơi nó không dành cho xuống. Rồi. Thôi, mạo hiểm. Em sao? Thôi anh. Lên lại. Lên lại. Lần này không lên nữa là em quất luôn á. Quất cái máy luôn á. 2, 3, lên. Lên. Lên luôn. Lên luôn, đúng rồi, cho em cảm giác mạnh đi. Qua bên kia luôn. Cho em lên tính nóc luôn anh ơi. Đây là đang dự đoán tương lai, em trả lời được bao nhiêu câu hỏi đó. Tí nay em sẽ lên được vị trí này nè, mọi người yên tâm đi. Rồi xuống ạ. À. Cười. Nó có ra ngoài luôn không vậy anh? Oh. Sướng. Thôi em sẽ lên tới cầu số 9 rồi mà em thả xuống. Sao không phải cầu số 10, anh lên cầu số 10 luôn đúng đi. Đúng rồi, đến cầu số 10 vẫn được xuống mà, quên. Rồi, sẵn sàng chưa? Em gọi anh Trường Giang hỏi em mừng quá. Ở đây có nghe gì không? Không. Dạ em chưa. Anh Giang đọc cho em mừng quá. Không, em không nói gì hết. Em, nói gì em gặp vậy anh luôn Giang hả? Em mừng. Ủa thế gặp chị thì không mừng à? Có đâu, gặp ai cũng mừng hết. Ok, để xem. Kéo đây. Quý vị, chúng ta có 2 phút
dành cho Bui 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 Bui. Yeah, let's get it. Cái gì có hai ống nhưng không có khói? Cái gì hai ống nhưng không có khói? Ống hút. Không, chính xác. Hai ống phải không? Khói. Ống hút thì sao? Ống nghiền. Ống. Ống nghiền. Chúng ta đã gọi là ống đâu? Cái gì có hai ống? Ống có hai ống mà. Ống nghiền. Ống quần. À. Đây là đố chữ nha. Nước nào lạnh nhất? Nước nào lạnh nhất? Nước đá. Lạnh nhất à? Bất cực. Đố chữ. Nước Nga. Không, chính xác. Lạnh là gì? Khu. Lạnh là đông. Hán Việt là gì? Tiếng Hàn. Hàn. Lạnh Hàn gì? Hàn Quốc. Hàn Quốc. Hàn Quốc. Hàn Quốc. À. 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 Đây đố chữ. Chợ vừa đi vừa né là chợ gì? Chợ. Chợ vừa đi vừa né. Đố chữ nha. Chợ. Chợ mũi né. Chợ mũi. Không, chính xác. Thôi em thấy em hơi không. Không ổn định đó. Không ổn định rồi đó. Đó là chợ lách. Chợ lách. Chợ lách là chợ gì em còn gì không biết có chợ lách nữa. Chợ lách là chợ gì, là chợ gì anh? Ý là cái chợ đó tên là lách đúng không anh? Chợ lách miền Tây và cái chữ lách đó là lách qua lách lại đó. À lách, lách, lách. Rồi tiếp tục. À. Chợ nào không thể đi bộ được? Chợ chạy. Chạy là chợ gì? Chợ nổi. Chợ nổi chính xác. Woo. Yeah. Woo. Em mừng quá. Chợ nổi là phải đi đi thuyền đi xuồng ha. Cái gì có thể đáp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, có thể nói mà không cần miệng? Cái gì có thể đáp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, có thể nói mà không dùng miệng? Đáp bằng cái gì anh? Đáp là trả lời á. Anh đọc lại, anh đọc lại với. Cái gì có thể đáp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, có thể nói mà không cần miệng? Cái loa. Này khó. Cái loa đúng. Loa cũng đúng. Cái loa nó cũng nói bất kỳ ngôn ngữ nào luôn. Đúng rồi, lên. Wow. Em áp lực quá, em áp lực quá. Kim la bàn luôn chỉ về hướng nào? Kim la bàn luôn chỉ về hướng Tây. Không, chính xác. Bắc và hướng Nam. Hướng Nam hả? Ờ, phiên bản gốc của Tom and Jerry có mấy lần đoạt giải Oscar cho thể loại phim hoạt hình ngắn? 3 lần. Không, chính xác, 7. Sau đây là câu đố chữ. Đọc gì không chết? Đọc. À, đọc, đọc, đọc thân. Lên. Đọc thân không chứ? Thoại cũng được. Em biết em phải nhìn về đâu rồi. Rau gì không rửa, không luộc, không xào nhưng vẫn ăn được? Rau. Rau câu. Lên. Hay vậy ta. Hay quá. Này là ẩm thật là. Em thấy là não bắt đầu vận hành được rồi đó. Cứ mấy câu giỡn thật là được luôn á. Tiền gì biết chạy? Tiền. Tiền gì biết chạy hả? Quá dễ. Tiền giả. Tiền. Tiền đô. Tiền. Tiền đạo. Tiền đạo, à. Tiền vệ. À, tiền gì biết chạy. Ghê. Như vậy là judo chỉ mang về được 2 lần liên tiếp thôi. No. Thôi đừng cho em đi, em muốn ở lại, em muốn chơi. Khổ quá anh ạ. Thưa quý vị thân mến, chỉ có 2 đáp án liên tiếp chính xác. Chúng ta chờ xem Bình An sẽ vượt qua như thế nào. Xin mời Bình An. Dễ lắm anh, dễ lắm anh. Mình như đợt 3 là mình thắng 1-0 liền. Em nghe có vẻ là hơi khó. Không có gì khó cả, mời. Bình An ơi, em có bao giờ xem chương trình Nhanh Như Chớp không? Em xem rất nhiều mùa rồi. Rất nhiều mùa. Và có một người bạn thân của em cũng thi chương trình khá là nhiều và cũng khá là giỏi. Đó là anh ST. Oh. Vậy thì em có thích những cái câu đố của mình như vậy không? Em thấy ở nhà, khi mà ở nhà tâm lý mình thoải sẽ mái. Trả lời dễ hơn, với lại là có dòng chữ ở dưới nữa. À. Hiểu không? Em không, hiểu không, là hiểu sao? Tức là đọc chữ thì biết chứ người đọc chữ cho mình kết hợp đó vừa thì không mắt, có hiểu vừa đúng tay không? Thì sẽ dễ suy nghĩ hơn. Ở đây mình chỉ có nghe thôi. Mà nhiều khi nghe không được nữa. Còn phân tán bởi khán giả nữa. Không, ý em không phải là như vậy. Sao ý em nãy giờ chị nghe là ý em không. Là vậy đó. Bé thì là khéo, nói cái nào cũng nghe được. Là chị chích chị đó, đúng không? Không, em không có ý như vậy ạ. Em có muốn gửi lời gì cho chị không? Chị Harry ơi, chị Harry, em nghĩ người muốn chỉ trích chị là đây nè. Anh Giang cứ gài từ nãy đến giờ luôn á. Không, nãy giờ chị nghe rõ ràng đây là chị trích chị nha. Không phải là anh Giang nha. Sao muốn gửi lời gì cho chị không? Chúc cả chị em mình sẽ có một phần thi tốt ạ. Ok. Bé nó khéo quá. Khéo quá mà. Khéo quá. Kính thưa quý vị, Bình An đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu.
Cái gì có hai ống nhưng không có khói? Cái gì có hai ống? Cái gì có hai ống nhưng không có dễ khói? Dễ mà ta thấy rất dễ luôn á. Không không nghĩ đến cái đấy. Những cái ống khác, ví dụ như ống từ những cái thanh gậy trong thể thao chẳng hạn. Là sao ta? Đúng rồi, nói cái thanh gậy. Là cái gì vậy? Không biết được, bỏ qua, không biết được, bỏ qua. Trả lời bừa. Không được, bỏ qua. Trả lời bừa. Ông xả đi, ông xả chắc chắn sai. Rồi, không chính xác. Đáp án là ống quần. À. Và đây là đố chữ nha. Nước nào lạnh nhất? Lạnh. Lạnh. Đố chữ nha. Đố chữ à? Nước nào lạnh nhất? Hình như em đang hơi căng thẳng thì phải. Quá căng thẳng chứ hơi đâu. Đố chữ đó nha. Quốc gia nha. Trả lời đại vì mình còn ở dưới đó. Trả lời đại đi, trả lời đại đi, còn 2 phút thôi, 2 phút. Nước Úc bỏ qua. Nước Úc. Không chính xác. Đáp án là Hàn Quốc. À. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Chợ vừa đi vừa né là chợ gì? Đố chữ. Chợ vừa đi vừa né. Vừa đi vừa né. Trả lời vừa đi thôi ta. Không biết đâu, tại vì bạn người không biết Hà Nội đúng mà. Rồi. Chợ né. Chợ né. Không chính xác. Đáp án là chợ lách. Có chợ lách luôn ạ. Vậy là em mới dụ bạn. Lại là đố chữ. Chợ nào không thể đi bộ được? Cái này thì phải biết nè. Cái này em liệt kê ra thử coi. Nhưng chợ, không... chợ nào mà không thể đi bộ được là chợ, chợ nổi gì ạ? Chính xác. Cái gì có thể đáp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, có thể nói mà không cần miệng? Cái gì có thể đáp bằng bất kỳ ngôn ngữ nào, có thể nói mà không cần miệng? Ngôn ngữ của người bị đáp là trả lời ấy. Đáp là đáp là trả lời đó. Không cần nói đúng không ạ? Đây là ngôn ngữ của người bị đau đầu. Thôi đấy. Em trả lời bừa đi, ngôn ngữ của người không nói được ạ. Ok, rồi không chính xác. Đáp án là tiếng vọng. Cái loa. Tiếng vọng. Câu hỏi tiếp theo. Kim La Bàn luôn chỉ về hướng nào? Cái này thì em biết nè. Hướng Bắc ạ. Bắc. Kim La Bàn ấy ạ. Đúng rồi. Một đầu chỉ hướng Bắc và một đầu chỉ hướng Nam ạ. Chính xác. Cái này khó nè. Phiên bản gốc của Tom and Jerry có mấy lần đoạt giải Oscar cho thể loại phim hoạt hình ngắn? Phiên bản gốc ạ? Một lần, à hai lần ạ. Không chính xác. Đáp án là 7 lần. Ồ, nhưng mà cái này sao biết được? Dạ, vâng ạ. Đúng rồi. Độc gì không chết? Đố chữ nha. Động gì không chết? Động gì không động. Chết? Động ạ? Độc á? Độc. Độc thoại đi ạ. Chính xác. Thôi. Cái này thì em sẽ biết. Rau gì không rửa, không luộc, không xào nhưng vẫn ăn được? Không biết đâu. Rau gì không rửa, không xào? Bỏ qua các quả rau. Không, đây là đố chữ này. Thạch rau câu ạ? Chính xác. Rau câu, đúng rồi. Ui bạn ơi. Ủa, sao chưa lên tiếng hết giờ nữa? Câu hỏi tiếp theo. Tiền gì biết chạy? Thuyền gì biết chạy? Tiền á. Tiền gì biết chạy? Tiền gì biết chạy à? Lê Xuân Tiền ạ. Cũng đúng ạ. Không chính xác. Thế để em không nghĩ một chút. Không chính xác rồi. Đáp án là tiền đạo, tiền vệ. Cái này dễ quá mà. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Để làm tan băng tuyết, thường người ta rắc gì lên? Tan băng ấy ạ. Đúng rồi. Băng tuyết á. Thì người ta bình thường rắc cái gì? Hết giờ, đáp án là muối. Muối hả? Quá dễ. Kiến thưa cái gì? Như vậy là Bình An đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Yeah, way. Về rồi. Trời ơi, tiếc con lên sân tiền. Tiếc con lên sân tiền quá. Thực ra em đến bây giờ xuống đây em mới hoàn hồn ạ. Lần đầu tham gia cũng hơi căng thẳng và nếu như mà bỏ não ở nhà em nghĩ là em sẽ trả lời nhiều hơn. Hôm sau lần đầu tiên mà. Dạ. À, thầy số. Dạ. Còn hoang mang. Tỷ số hiện tại 1-1. Bây giờ cảnh theo cái like ạ. Chị cho em chị. Theo thứ tự. Anh Thư và... Chị anh Thư và... Tony đi. Tony đi. Tony đi.
cố lên. Đây, hai bạn. Ủa chứ không phải vậy hả? Ai lên trước? Dạ ai cũng được hết rồi. Đi first. Quả tôi xì đi, đi first. Trời trời. 3, 2, 1. Vô. Chưa, chưa. Được coi như rồi đi anh. 2, 3. Vô. Vô. Thắng quyết định. Chị muốn sao? Nó sao cũng được, tùy em. Hai đứa đi về luôn. Ok, để em thi trước cho. Xin mời, vào trong nghỉ ngơi ạ. Thưa quý vị, 2 phút dành cho Tony đi. Hoa và Ly là đôi bạn thân thiết và học rất giỏi. Hoa giỏi Lý, còn Ly học giỏi môn gì? Đố chữ. Giỏi hóa. Sao biết hay vậy? À, hoa Lý, Ly hóa. Lên. Yeah. Rapper có khác nha. Hãy kể 3 nghệ sĩ Việt Nam mà tên có ý nghĩa về tài chính. Ý nghĩa về tài chính hả? Trong cái tên nó có ý nghĩa về tài chính. Mạc Văn Khoa. Mạc Văn Khoa. Mạc Văn Khoa. Đúng hợp lý. Đúng hợp lý. Gì tới tài chính gì anh? Mạc luôn mà tài chính gì? Đúng không? Đúng không? Không. Ủa, thôi vậy thôi xuống. Rồi xuống đi. Ai biết ạ? À? Lê Xuân Tiền ạ. À? Lê Tiền nè. Tiền Giang. Tiền Giang là ai? Chú Thành Lộc. Kể. Thúy Ngân nè. Lê Xuân Tiền nè. Có tiền, có ngân, ngân cứ phương ngân vừa, ngân nào cũng được. Thiệt luôn á. Hãy kể 3 nghệ sĩ Việt Nam mà tên có ý nghĩa về chiều dài. Chiều dài. Dễ mà. Sao thế nhờ? Trường Giang à. Đó, 1. Anh Trấn Thành. Ủa, sao lại là có chồng tôi ở đây? Thì anh Trấn Thành hay nhắc về chiều cao á. Không, chính xác. Trường Giang là sông dài nè. Hương Giang là hả? Rồi đang trường, Lam Trường rồi nè. Ủa sao mà ngồi đây cái chuyện như là cái nhỏ mình đó. Nè, câu này mới mệt nè. Bạn ngồi ở bàn, mắt hướng về phía nam. Bạn dùng tay phải đặt tách cà phê lên bàn. Vậy, quay tách cà phê hướng về phía nào? Quay tách cà phê hướng về... hướng về em. Không, chính xác. Nói cái tên. Đông Tây Nam Bắc. Ủa là câu đó phải suy nghĩ thiệt luôn hả? Phía Tây Bắc, chà mệt đó, mệt đó. Có nhờ. Say gì mà vẫn được phép lái xe? Quá dễ. Say em. Say nắng đó anh. Say em, say nắng, say tình. Tên. Okay. Đúng rồi, mình phải bỏ cái não. Rồi cái này dễ nè, câu này rất dễ luôn. Cái gì lớn bằng một ngọn núi nhưng cân nặng chỉ bằng không? Quá dễ đúng không? Câu này quá xem, dễ xem luôn. Nhiều đi. Ok. Ok. Không ok. Lớn bằng một ngọn núi, cân nặng bằng không. Hình như ở trên đấy căng thẳng hơn. Chắc chắn lớn luôn. Lớn bằng một ngọn núi. Trả lời đi, hết giờ đó. Hết cố giờ lên, đó. Cố lên. Trả lời đại đi Tony đi. Không khí anh. Không khí không chính xác. Ai biết? Bóng ngoài núi. Bóng của núi. Cái gì? Oh. Bóng của cái núi. Cái bóng của cái núi. Nam đang đi bộ, gặp vũng nước rất to. Nam ngồi xuống tháo giày ra để không bị ướt. Hỏi Nam làm nghề gì? Đố chữ. Đố chữ cho vui á. Đang đi bộ, gặp một vũng nước rất to. Cúi xuống. Có cái cụm từ gì anh đọc lại giùm em được không? Nam đang đi bộ, gặp một nước to. Nam ngồi xuống tháo giày ra để không bị ướt. Hỏi Nam làm nghề gì? Nghe nói mấy câu dài dài là... cứ trả lời đại rồi. Sửa xe. Ai biết giơ tay à? Bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua. Không được bỏ qua, trả lời. Bây giờ trả lời còn khó hơn một quá. Làm nghề... Trả lời, trả lời. Chạy bộ. Con chạy cô. Bộ. Không chính xác. Con sơ. Tháo giày là... thầy giáo. Thầy giáo. Nói lại đó. Mất não nữa rồi. Hợp lý đêm đây. Trời. Phấn nào không thể trang điểm? Dễ mà ta. Phấn nào không thể trang điểm? Phấn nào không thể trang điểm? Phấn viết bản. Phấn viết bản lên. Cái đó trang điểm, trang điểm hơi mệt. Kể tên ba chợ có chữ cây. Ba chợ có chữ cây hả? Chợ KKK. Chợ cây gõ nè. Một. Chợ nhưng mà những con này sẽ bỏ qua. Hết thì trả lời đại. Có quá. Cây bàn. Đúng rồi. Có không anh? Có, rồi hai. Chợ cây tùng. Không có chợ cây tùng, chợ cây xoài thì có. Không chứ sao.
chợ nào tên có chữ vườn? Chợ nào có... Dễ mà. Ôi, chứ cái địa lý mà chợ... Không, cái này là không địa lý luôn á. Chợ vườn... Hết giờ. Chợ, cô bác chợ gì? Chợ vườn chuối. Vườn xoài. Đúng vậy. Vườn lài. Đúng vậy. Wow. Yeah. Chợ cây cảnh đúng không anh? Vườn mà. À, tôi tên trước vườn à? À? Chợ vườn cây cảnh. Không có sự liên tiếp. Một. Ngồi trên đây như là kiểu cái não mình nó không hoạt động luôn á. Khó lắm, mấy câu này khó lắm. Sao mọi người kêu là đi thi này bỏ não nhà mà em thấy có mấy câu toàn là về kiến thức không luôn. Thì lâu lâu mình lắp lại. Thì đó. Thưa quý vị, Teddy đang thật sự hốt hoảng. Hốt hoảng thiệt luôn. Cháu nó không còn năng lượng để xong nữa rồi. Em thi mặt tái thì là tái luôn. Mặt tái nhiều. Tội nghiệp. Đến mời giờ trở lại của anh Thư. Em vừa sợ độ cao, em vừa sợ tốc độ nữa. Là hai cái này là tổng cao đâu, cũng đâu có mạnh đâu. Từ từ thôi mà. Chắc cũng không lên được tới nơi đâu. Chị ơi, câu nào không biết cứ trả lời bừa nha chị. Ok. Cố lên chị. Cố lên chị. Hoa sợ quá à. Anh Thư ơi, em có hay xem chương trình Nhanh Như Chớp không? Dạ có. Có, ở nhà đoán có được trúng được nhiều không? 50% á. 50%. Vâng. 50% là dữ. Hôm nay câu hỏi em thì thấy khó, mọi người có thấy khó không? Có. Em thấy cũng sương sương, hơi. Nói chung là cố lên nha. Kính thưa quý vị, anh Thư đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Hoa và Ly là đôi bạn thân thiết và học rất giỏi. Hoa giỏi lý, còn Ly học giỏi môn gì? Ly giỏi hóa. Chính xác. Hãy kể ba nghệ sĩ Việt Nam mà tên có ý nghĩa về tài chính. Lý Giám Tiền. Yeah, một người. Kiều Ngân. Ngân Khánh. Chính xác. Tiềm năng. Lý Giám Tiền hả, phải không? Có, dạ, có. Nhà thiết kế. Rồi, tiếp tục. Hãy kể ba nghệ sĩ Việt Nam mà tên có ý nghĩa về chiều dài. Lam Trường, Đan Trường, Trường Giang. Yeah! Hay quá. Trời ơi chị ơi. Ta để ở nhà mà không may đồ đâu, phải ngồi coi đi chớp nè. May đồ rồi, đâu. Em gạo bài 5 ngày hôm nay rồi đó. À. Rồi. Rồi. Bạn ngồi ở bàn, mắt hướng về phía nam, bạn dùng tay phải đặt tách cà phê lên bàn. Vậy quay tách cà phê hướng về phía nào? Bạn ngồi trên bàn. Cái gì em? Mắt hướng về phía nam. Mắt hướng về phía nam. Bạn dùng tay phải đặt tách cà phê lên bàn. Vậy quay tách cà phê hướng về phía nào? Nam. Tay phải. Đồng tại tây. Không chính xác. Đáp án là phía tây bắc, là phía ngoài. Đây, câu hỏi. Say gì mà vẫn được phép lái xe? Say cái gì mà vẫn được phép lái xe? Say sóng. Say sóng. Say sóng chóng mặt không say xe. Say sóng không có say xe. Nhưng mà đâu có cấm đâu. Say sóng là lái tàu. Chính xác. Ngoài ra đáp án đó thì có say tình, say nắng. Rồi. Cái gì lớn bằng một ngọn núi nhưng cân nặng chỉ bằng không? Cái gì lớn bằng một ngọn núi? Công cha. Công cha. Như núi Thái Sơn. Sao? Sao không nặng? Công cha rất nặng, sao không nặng? Nhưng mà nó không có cân được bằng ký anh. Nhưng mà cân được. Sao anh cân được nhiêu ký anh em nghe coi. Anh không cân được. Đọc lại, từ từ phân tích nè. Dạ, cái gì lớn bằng một ngọn núi nhưng cân nặng chỉ bằng không? Nè, anh nói cho biết tình cha nghĩa mẹ là nặng hàng triệu tấn nha chứ không phải ý là mình sẽ không cân bằng ký. Ý không em được. Là vậy. Tôi không đồng tình. Ôi chị trả lời luôn rồi mà, chị trả lời xong chị tự bác luôn hả? Không được, không chính xác.
Trời ơi, cha nghĩ nặng là nó nặng ghê lắm chứ. Có thể không cân bằng ký bởi vì không có cái cân nào cân được. Dạ đúng rồi, ý em là không thể nào cân được, cân bằng cái con số được. Vô giá. Tự trả lời chứ rồi tự sai. Đáp án là bóng một cây núi. Nói lớn nào. Bóng một cây núi á. Quá trẻ trời ơi. À, rồi, câu hỏi tiếp theo. Nam đang đi bộ gặp vũng nước rất to. Nam ngồi xuống tháo giày ra để không bị ướt. Hỏi Nam làm nghề gì? Đố chữ. Thầy giáo nè. Chính xác. Thầy giáo đúng rồi. Đó. Ok đó. Rồi, cái này dễ. Phấn nào không thể trang điểm? Phấn hoa. Phấn hoa. Phấn hoa không thể trang điểm. Chính xác. Kể tên ba chợ có chữ cây. Cây khế. Cây cây chuối. Không chính xác. Đáp án là cây quéo, cây gõ, câu cây xoài. Cây quéo. Kính thưa quý vị, dù sao cũng giành được chiến thắng. Anh Thư đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Ba câu là hơn mình rồi. Hơn rồi. Tỷ số hiện tại là 2-1. Em hỏi chợ cây quéo là chợ cây gì ạ? Có lỗi quá. Có lỗi làm quéo. Quéo. Có một cái địa danh gọi là chợ cây quéo. Chợ cây quéo là Q-U-E-O. Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ là mình đang thắng 2-1 nè. Đúng chưa? Đó em á. Giờ người tiếp theo nè. Chiến em ơi. Chiến ơi. Dạ. Ai lên trước nào? Uyên đi ạ. Rồi, em đã gì? Em đã kéo. 2-3. Thắng, quyết định. Trước đi vậy. Em đi trước. Mời. Ủa sao nãy em cũng thắng mà. Em không được quyết định. Em không có đẹp. Gái người ta phải ưu tiên chứ. 2 phút dành cho Phương Nga. Có một bạn tên là Từ, thích làm việc tốt thì gọi là từ gì? Đố chữ. Từ. Từ. À từ. Có bạn tên là Từ, từ thích làm việc tốt thì gọi là từ gì? Từ thiện ạ. Lên. Để đấy, bạn càng muốn thổi bay tôi càng trở nên mạnh mẽ. Tôi là gì? Bạn càng muốn thổi bay tôi càng trở nên mạnh mẽ. Quả bóng bay. Quả bóng bay. Thổi, mình thổi nó lên thì nó càng to. Không chính xác. Ô đúng mà. Sao đúng? Đấy là quả bóng đang nhỏ ấy à? Mình thổi vào nó. Thổi bay mà. Thì thổi bay ở trong nó. Không chính xác. Thổi bay chứ mà phải thổi vào. Rồi. Đáp án ai biết? Câu này hay phải đùa đâu. Đó chính là ngọn lửa. À. Nhưng mà nếu mà ngọn lửa nhỏ mình thổi to là nó tắt luôn mà ai? Trong cái đống lửa đó đang cháy mà càng thổi nó càng bùng. Rồi ạ. Em có thấy ai chữa cháy mà thổi không? Không bao giờ. Chỉ có dập thôi. Yêu gì ai cũng sợ. Yêu quái á. Lên. Yêu gì ai cũng thích. Yêu đương ạ. Lên. Yêu gì thấy trời tối tăm. Yêu gì thấy trời tối tăm. Yêu gì thấy trời tối tăm. Yêu tinh. Yêu tinh trong cái phim Tây Du Ký mỗi lần yêu tinh xuất hiện là trời tối tăm nhưng mà không phải. Có mà mỗi đi ra mây trời tối tăm đen xì xong xuất hiện. Không. Đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không ạ? Thực ra yêu tinh là không có thật. Còn yêu mà trời tối tăm yêu gì ạ? Yêu nghiệt. Không phải. Yêu mù quáng. Ôi em tưởng được có 2 chữ. Mấy chữ là chuyện của em. Xuống nào. Bao nhiêu chữ trả được sao đúng thôi chứ. Rồi ạ. Điền vào khoảng trống. Lo bạc râu. .. Lo bạc râu mất hết tiền em không biết. Lại. Còn chính xác. Lo bạc râu. Râu bạc tóc. Còn em biết ạ. Bạc râu bạc tóc. Đây là câu đố chữ nha. Rồi ạ. Kiểu như nãy giờ mình hay đố đấy. Nhà Chiến có 2 anh em. Chiến 20 tuổi và em Chiến 3 tuổi. Chiến rất thích nấu ăn. Hôm nay em Chiến chạy lại nũng nịu đòi chế biến một món ăn mới. Hỏi em Chiến đòi gì? Chiến nấu ăn
Hôm nay em Chiến chạy lại nũng nịu đòi chế biến một món ăn mới. Hỏi em Chiến đòi gì? Câu này dài quá em không biết. À, ăn chay ạ? Không, chính xác. Là gì đòi ạ? Chế biến. Đòi bế. Đòi chiến bế. Chiến bế ạ? Đòi chiến bế. Chiến bế là gì ạ? Chế biến là chiến bế. Chiến bế. Em có bế trẻ em bao giờ chưa? À đòi chiến bế. Từ lại em nghe tưởng nấu cái gì. What? Em tưởng nấu cái gì? Nó lái đó. Đòi làm cái gì đó, đòi chiến bế đó. Chợ nào là chợ của bà mà không phải của ông? Đố chữ. Chợ nào mà chợ của bà mà không phải của ông? Của thì danh bà luôn. Bủa của bà của. Này dễ nha. Cái này dễ mà chị tiếng chúng bà dễ của. Dễ nha. Không phải của ông, chợ không biết ạ, của bà. À chợ bà của. Không chính xác. Gì ạ? Ai biết? Chợ bà Tám. Chợ bà Triệu. Chợ bà Triệu. Chợ bà Điểm. Quá trời chợ. Ôi tưởng là rồi. Chơi chữ thôi. Chợ gì lửa khói nhắc nhau canh phòng? Chợ gì lửa khói nhắc nhau căng phòng? Em không đi chợ nhiều đấy, không biết. Chợ nhanh như chớp ạ. Rồi ạ. Không chính xác. Ai biết? Lửa thì bật canh phòng, lửa thì sẽ làm gì? Chợ lấy thiêu. Quá nhiều kiến thức. Ảo nào có thể chạm vào được? Ảo không biết ạ. Ảo diệu không chạm được, ảo tưởng không chạm được, chỉ có ảo thuật gia mới chạm được thôi. Hai đáp án liên tiếp. Hai câu. Chúc mừng em. Đó đây. Trời, toàn hỏi mấy câu chợ. Em chịu đó. Như vậy là Nga đã hơi căng đấy, vì cái này khó thật. Khó. Còn của em là dễ nhưng mà vẫn không trả lời được. Để coi Huyền sao. Đây. Thông báo. Sao anh? Chỉ có hai đáp án liên tiếp thôi. Em chỉ cần 3 là em chiến thắng. Nhưng mà chắc câu hỏi khó lắm luôn á. Dễ lắm chị ạ? Dễ sai á. Dễ sai. Lên. Kính thưa quý vị, Thanh Thanh Huyền đã đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Bạn từ thích làm việc tốt thì gọi là từ gì? Bạn tên là gì ạ? Từ. Bạn tên Từ ạ? Đố chữ. Vậy là bạn là người tốt bụng. Từ thiện. Chính xác. Hồi hộp quá. Hồi hộp quá. Trả lời vậy là hồi hộp quá. Rồi. Bạn càng muốn thổi bay tôi càng trở nên mạnh mẽ. Tôi là gì? Thổi là phải có gió. Cái gì càng có gió thì càng mạnh. Càng mạnh là càng bự lên. Đúng rồi. Càng bự. Suy luận là được đấy. Đó, giải thích là đúng đó. Suy luận là đỉnh á. Lỡ. My team. Ghê. Cao dễ sợ. Ráng đi nè. Rồi. Yêu gì ai cũng sợ. Yêu tinh nhìn nhện. Chính xác. Vậy là được phát cho luật hồ sơ. Rồi. Yêu gì ai cũng thích. Yêu em. What? Rồi, anh đâu thích. Em thích anh. Em thích. Tony đi thích nè. Tìm em thích đó. Đúng rồi. Không được. Được mà. Không chính xác. Ủa được mà. Đáp án là yêu mến. Yêu quý. Hơn rồi. Là tỷ số đang là 2-2 hả? Dạ. Là giờ thêm một câu nữa là được ạ? Thắng rồi đó. Thắng rồi, vòng này là thắng rồi. Vòng sau còn tiếp tục nữa. Ủa vậy xuống đi. Lấy 20 triệu. Yêu gì thấy trời tối tăm? Yêu gì thấy trời tối? Trời tối là trời không sáng. Yêu. Thế thắng rồi, giờ thư thả ghê ha. Sao nhắc yêu gì mến. Yêu mến. Rồi không chính xác. Đáp án là yêu mù quáng. Trời ơi. Rồi điền vào khoảng trống. Lo bạc râu. Chấm chấm chấm
Dạ. Lo bạc râu. Lo bạc râu. Ừ. Lo bạc râu. Lo bạc râu thì đầu bạc tóc. Đầu bạc tóc. Đầu. Không chính xác. Đáp án là râu. Râu ở râu bạc tóc. Nhà Chiến có hai anh em, Chiến 20 tuổi và em Chiến 3 tuổi. Chiến rất thích nấu ăn. Hôm nay em Chiến chạy lại nũng nịu đòi chế biến một món ăn mới. Hỏi em Chiến đòi cái gì? Đố chữ. 3 tuổi. Em Chiến rất thích nấu ăn. Chiến chạy lại nũng nịu đòi chế biến một món ăn mới. Thôi trứng chiên không biết. Ok, không chính xác, đáp án là đòi chiến bế. Đòi chiến bế. Chế đòi biến chế đó. Biến. Đò... Wow. Chế biến là chiến bế. Ai nghĩ ra câu này hay thiệt luôn. Chợ nào mà chợ của bà mà không phải là của ông? Đố chữ. Chợ này là chợ của bà, không phải chợ của ông mà. Chợ Chòm Hổm. Ông đâu có ngồi Chòm Hổm, có bà ngồi Chòm Hổm. Không chính xác, đáp án là chợ Bà Triệu, chợ Bà Rịa, chợ Bà Điểm. Chợ Bà Triệu. Rồi, chợ gì lửa khói nhắc nhau canh phòng? Là gì? Anh Giang đọc lại. Chợ gì lửa khói nhắc nhau canh phòng? Nhắc nhau canh phòng. Không, phòng nó sẽ cháy. À, chợ... Hết thời gian. Đáp án là chợ Lái Thiêu. Kiến thưa quý vị, như vậy là Thanh Huyền đã đúng đáp án liên tiếp 3 câu. Thưa quý vị, chúng ta còn một lượt cuối cùng để phân thắng bại. Hãy chọn một người không phải là hai người vừa rồi. Ai? Ai hay đi chợ? Nói câu nào hôm nay toàn là chợ không luôn. Kiểu vậy á. Anh á. Thư lên ạ. Ok, anh Thư và... You know. Ok. Hello chị. Hello. Ai lên trước lên sau hay là quả tù xì? Hay chị muốn lên trước hay lên sau? Chị muốn lên sau. Chị muốn lên sau hả? Chị muốn hay quá trời. Ok luôn. Biết vậy không hỏi rồi. Hỏi chị à, em tưởng chị muốn lên trước, tại nãy chị lên sau rồi. Không có đâu, lên đi đi. Em chưa có cảm giác được đi sau mà. Lên đi. Ok, kính thưa quý vị, You Know Big Boy đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Ốc gì ấm áp mùa đông? Đố chữ. Ốc gì ấm áp mùa đông? Ừ. Vậy là không lạnh. Đúng ấm rồi. Áp. Ốc. Ốc. Mùa đông ấy. Ốc. Nhắc nha. Bây giờ em biết cái loại ốc gì nè. Phân tích trước nè. Ốc dít dít dít. Dít ấm áp chỗ nào? Nghe tên là nhớ đến mùa đông liền. Ốc. Ốc len. Chính xác. Hay quá. Rồi, gương gì không thể soi? Quá dễ. Gương gì không thể nhìn, không thể soi hả? Nghĩ ra thử xem nè. Gương chiếu hậu. Không chính xác. Ok, em lẹ đi, em đáp án là thôi. Gương sen. Gương sen. Ừ. Không, cái này em cũng không biết đó là gì luôn á. Gương sen là gì vậy anh Giang? Là cái sen bông nó có cái đài đó. Ồ. Hoặc là gương mẫu cũng được. Gương mẫu mình đâu có soi được. Đúng rồi. À, mình lại quên đi cái đó ta. Câu hỏi tiếp theo. Bông nào không thể hái? Bông nào không thể hái? Bông tai. Chính xác. Yeah. Mắt loài nào lớn nhất trong số động vật có vú trên cạnh? Có vú. Mắt cá ngừ. À, không lộn nhầm. Mắt heo. Không chính xác. Đáp án là con ngựa. Ngựa hả? Con thấy người ta toàn ăn mắt heo, không ai ăn mắt ngựa đâu. Ai mà ăn mắt ngựa thấy ghê quá. Ok. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Mình mặc áo thâm, cổ quàng khăn trắng, hễ mở miệng ra nhiều người la mắng là con gì? Con chó. Con chó. Là mặc áo thâm à?
Dạ có mấy con chó có. Thì có những con chó có và có những con chó không có kia đó mà. Dạ nhưng mà có mấy con có mà. Thì sai rồi, đâu phải luôn luôn có chứ. Khó quá. Đáp án là con quạ. Con quạ đó. Con quạ. Rồi, nhẫn nào không dùng để đeo? Nhẫn nại. Chính xác. Dạ. Hay quá. Đây, tóc nào không mọc dài? Tóc ngắn. Tóc ngắn. Tóc nào không mọc dài hả chị? Dạ. Yeah. Nhiều đáp án lắm. Tóc. Tóc giả. Chính xác. Đúng rồi. Rồi tiếp theo, tại sao da voi lại nhăn? Da voi lại nhăn tại vì nó mập. Tại nó mập. Mập thì phải nhăn hả em? Đúng rồi, da mập thì nó sẽ trùng lại nhăn. Rất tiếc là không chính xác. Da voi nhăn để giữ ẩm. À, nó kiến thức quá, nó kiến thức đối với em quá. Da voi nhăn để giữ ấm. Dạ. Yeah. Nguyên tố hóa học heli được đặt theo tên của vị thần Hy Lạp nào? Hercules. Thần gì? Tên tiếng Việt. Hercules. Không chính xác. Đáp án là thần mặt trời. À. Hercules là thần sức mạnh. À. Rồi, báo nào không thể đọc? Báo nào? Báo đớm. Chính xác. Thành phố nào ở Italy cấm cho chim bồ câu ăn? Thành phố Italy hả? Đúng rồi, nổi tiếng, nổi tiếng. Paris. Không chính xác. Đáp án là Venice. Yeah. Kính thưa quý vị, như vậy là Juno Big Boy đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Không ổn rồi. Chúng ta cùng gặp gỡ lại anh Thư. Đang số 2 thôi, mình chỉ cần số 3 là đội mình chiến thắng. Đơn giản không? Dạ. Lên. Mình em tin chị. Em cũng tin chị. Thưa quý vị, anh Thư cùng chúng tôi nhanh như chớp. Đối chữ. Ốc gì ấm áp mùa đông? Ốc len. 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 Gương gì không thể soi? Gương. Trời ơi, cái này đơn giản mà chúng ta suy nghĩ. Gương. Rất nhiều đáp án để lựa chọn. Gương mẫu. Len. Trả lời chắc chưa đâu mà. Chỉ cần một đáp án nữa thôi. Yeah. No, you can't do it. Dạ, chị trả lời nhiều mà chị xuống rồi chị lên lại cho vui. Bông nào không thể hái? Bông tai. Lên. No. Dễ. Em sắp ngang rồi trốn kỷ niệm vào thương nhớ. Chị lên 10 luôn đi, lên 10 luôn. 20 triệu. À đúng rồi, lên 10 luôn đi chị, lỡ rồi. Trong số các động vật có vú trên cạn thì mắt loài nào lớn nhất? Mắt. Bò. Không, chính xác. Con này khó thiệt luôn. Ba câu là đúng rồi, ba câu là được rồi. Mắt con ngựa. Đáng lẽ anh hỏi câu đó trước đi. Đây là một cái con nha. Người ta ví von như thế này. Mình mặc áo thâm, cổ hoàng khăn trắng, hễ mở miệng ra là nhiều người la mắng. Con gì vậy? Anh đọc lại. Mình mặc áo thâm, cổ hoàng khăn trắng, mở miệng ra là nhiều người la mắng. Xui xẻo đúng không? Quả. Lên. Ôi hay vậy. Nhẫn nào không dùng để đeo? Nhẫn nhịn. Lên. Tóc nào không mọc dài? Tóc nào không mọc dài? Tóc phím. Lên. Tóc phím. Đó cũng là tóc giả đó. Tại sao da voi lại nhăn? Tại vì nó không có lông. Không có lông. Không, chính xác, voi có lông. Da voi nhăn để giữ ấm cho cơ thể.
Nguyên tố hóa học heli được đặt tên theo vị thần Hy Lạp nào? Tiếng Việt. Hercules. Hercules. Tiếng Việt là thần gì? Hercules. Không chính xác. Tiếng Việt là thần mặt trời. Hết giờ luôn. Không, cũng xuất sắc. Ba đúng không? Dạ, ba rồi. Chỉ hơn một câu thôi mà đã tiến bạn lên đường. Còn chờ đợi gì nữa? Mời. Sao? That's no no. Xui thôi. No no. Chúng ta ra về với 12 triệu đồng. Còn đội chúng ta bước vào vòng đặc biệt mang về tiền thưởng là 60 triệu đồng. Nhanh như chớp. Kính thưa quý vị, ở vòng này là vòng đặc biệt. Chúng tôi sẽ đưa một câu hỏi và các bạn phải trả lời 20 đáp án liên tiếp trong vòng 1 phút là 60 triệu sẽ thuộc về các bạn. Chúng ta có quyền nhắc nhau thoải mái nhưng đừng giành lượt. Phải đúng lượt. Câu hỏi này chúng tôi đã từng hỏi trong chương trình Nhanh như chớp rồi. Và nếu có coi nhiều là biết luôn. Câu hỏi của chúng tôi là hãy kể tên 20 phương tiện giao thông thường lưu thông trên đường bộ. Xe đạp. Xe máy. Ô tô. Xích lô. Xe ba bánh. Xe ba gác. Xe lam. Xe ngựa. Có nhiều lắm. Xe tải. Xe bán tải. Xe bán tải. SUV. Xe SUV. Đó là ô tô rồi. Xe lửa. Xe lửa. Xe lửa. Đường bộ với xe lửa. Nó đường sắt. Container. Xe đầu kéo. Xe máy xúc. Xe lưu. Xe quét rác. Xe cầu. Xe chữa cháy. Xe chữa cháy. Cứu hỏa. Xe cứu. Xe cấp cứu. Xe cảnh sát. Xe chở tội phạm. Xe chở tội phạm. Bạn thân mến, các loại xe các bạn kể bị trùng. Ủa? Xe bán tải và xe tải nó vẫn là xe tải. Đúng rồi. Rồi SUV nó vẫn là ô tô. Kết quả là sao anh? Tiếc à? Gì đây anh? 17 đáp án chính xác. Không có nhận khuyến khích anh. Nếu mà thêm xe buýt đồ vô này ha. Xe buýt rồi mà. Xe đạp điện nè. Rồi xe máy điện, xe ô tô điện luôn chứ, ô tô điện có chứ. Trời, xe thiết giáp đủ thứ hết trơn, quên mất tiêu ha. Sao cả, vì chúng ta đang có một cái tấm vé vào vòng trong để đấu với đội khác vui lắm. Dạ. Rồi hôm nay ra về với 18 triệu đồng tiền thưởng. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã tham gia với chương trình ngày hôm nay và chúng ta sẽ gặp lại ở vòng sau, vòng trong đối đầu với đội khác cũng vui lắm. Dạ. Quan trọng là nó vui. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện và được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại.